Chào mừng các bạn đến với chương trình hỏi đáp cùng với Dr. Ngọc ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta có một câu hỏi của bạn Trang Thu. Là bác sĩ ơi, là em có một câu hỏi là có nên dùng retinol ngay sau khi lăn kim hay không? Thế thì câu trả lời của tôi là không. Thì tại sao nó lại là không? Thì bởi vì cái khi mà chúng ta lăn kim, có thể là bạn này bạn lăn kim trong điều trị nám, điều trị tần nhang hay là điều trị bất kể một cái gì tôi không rõ. Nhưng mà sau khi mà lăn kim xong thì chúng ta sẽ có một cái nguy cơ rất là cao, đó là nguy cơ nhiễm khuẩn. Bởi vì nó có cái đường xâm lấn vào trong da chúng ta. Mà khi nó có cái tổn thương xâm lấn như thế thì vi khuẩn nó rất là dễ để nó xâm nhập vào cái tổn thương da chúng ta và nó làm cho da chúng ta trở nên nhiễm khuẩn. Thế thì khi mà chúng ta bị cái nguy cơ nó cao như thế và chúng ta lại bôi thêm cái sản phẩm retinol vào ấy, thì cái quá trình mà chúng ta bôi ấy, bởi vì những cái sản phẩm mà kem ấy thường nó không đảm bảo được vô khuẩn. Và khi nó không đảm bảo vô khuẩn mà chúng ta bôi nó vào trên bề mặt da thì nó nguy cơ nó sẽ đưa vi khuẩn vào trong cái vị trí đấy và nó làm cho da chúng ta trở nên bị nhiễm khuẩn ở cái vùng đấy. Thì đấy là cái đầu tiên, cái lý do đầu tiên mà tôi sẽ khuyên bạn là không nên dùng cái kem retinol để mà chúng ta bôi ngay sau khi mà chúng ta lăn kim. Cái thứ hai nữa là những cái lý do thứ hai nữa mà chúng ta không được phép bôi cái retinol ngay sau khi lăn kim là gì? Là khi mà chúng ta lăn kim ấy, là chúng ta chỉ được phép bôi những cái sản phẩm mà nó có khả năng xâm nhập vào cơ thể, và thường nó là những cái dạng serum thì chúng ta mới đưa vào trong da chúng ta. Còn những cái dạng mà kem thì chúng ta chỉ được phép là bôi lên trên bề mặt da chúng ta, bởi vì trong những cái sản phẩm mà kem ấy thì nó sẽ có chứa những cái chất để mà nó có khả năng làm lột tẩy trên bề mặt, để cái khả năng cái kem đấy nó sẽ thành phần nó sẽ thẩm thấu nhiều hơn. Thường một cái kem để mà chúng ta bôi vào ấy, nó sẽ có những thành phần để mà làm bong những cái tế bào sừng để cái kem đấy nó sẽ đi vào nhiều hơn. Cái thứ hai là trong cái kem đấy nó có thành phần để mà điều trị nó, hoặc là có những cái thành phần để nó giữ lại trên bề mặt da nó sẽ lâu hơn. Và bởi vì thế nếu như mà chúng ta dùng cái retinol mà chúng ta bôi khi mà nó có tổn thương như thế thì chính cái thành phần ấy, chính cái thành phần mà giữ ở trên bề mặt da hay là những thành phần lột tẩy nó sẽ làm cho da chúng ta trở nên nhạy cảm hơn, nó dễ bị kích ứng hơn khi mà chúng ta sau khi mà chúng ta lăn kim xong mà chúng ta bôi đối với retinol này. Thì đấy chính là cái lý do thứ hai mà tôi khuyên bạn là không dùng cái retinol để mà chúng ta bôi vào. Thế thì khi nào thì chúng ta sẽ bôi được retinol sau khi mà chúng ta lăn kim? Thế thì sau khi mà chúng ta lăn kim ấy, và nếu như mà da chúng ta mà hết đỏ thì lúc này thì cái nguy cơ nhiễm khuẩn thì nó sẽ không còn nữa, và lúc này chúng ta có thể là bôi những sản phẩm vào. Tuy nhiên thì retinol nó sẽ có một cái nguy cơ, cái retinol nó sẽ có một cái nguy cơ là nó sẽ làm bong tróc ở cái lớp trên bề mặt da của chúng ta. Và như thế thì ngay sau khi lăn kim mà da chúng ta hết đỏ, nhưng da cũng có cái tình trạng là nó đang bị yếu, bởi vì mới có tổn thương xong mà. Và cộng với cái việc mà chúng ta dùng cái retinol nữa ấy, thì nó sẽ làm cho cái tổn thương nó cộng gộp lên. Và khi mà tổn thương nó cộng gộp lên thì da nó trở nên nó nhạy cảm hơn rất là nhiều. Nên là chúng ta chỉ bôi cái retinol sau khi mà thường ấy, chúng ta có thể là sau tầm khoảng cỡ 4-5 ngày hoặc là 1 tuần sau đấy, khi mà da bắt đầu sẽ ổn định trở lại thì chúng ta mới bôi retinol, chứ không bôi ngay sau khi mà chúng ta lăn kim. Hy vọng là cái video này nó sẽ giải quyết được cho cái câu hỏi của bạn Trang Thu trong cái vấn đề là có nên bôi cái retinol sau khi mà lăn kim không. Nếu như mà các bạn có câu hỏi nào, các bạn cũng có thể là comment xuống ở cái phần video này để mà chúng ta có thể là tôi sẽ làm những video tương tự để tôi sẽ giải đáp dành cho các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Đừng quên đăng ký cái kênh YouTube Dr. Ngọc để mà chúng ta có thể là cập nhật những cái video mới nhất từ Dr. Ngọc. Bye bye.